Sáng nay, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra công trình bệnh viện dã chiến Mê Linh tại huyện Mê Linh. Cơ sở y tế để ứng phó với COVID-19 này được thành phố cải tạo trên hạ tầng của bệnh viện Mê Linh cũ, gồm nhiều hạng mục công trình không được sử dụng từ năm 2017. Nhà thầu thiết kế và tổ chức thi công 3K trong 10 ngày để hoàn thành bệnh viện dã chiến có quy mô là 250 giường. Trao đổi với các đơn vị liên quan tại công trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công mở rộng diện tích sàn bê tông trong khuôn viên bệnh viện để dự phòng. Theo ông Chung, thành phố sẽ thuê đơn vị tư vấn xây dựng trường đua F1 hỗ trợ, khi cần sẽ lắp đặt thêm 150 giường, thậm chí là 1.000 giường. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng bệnh viện dã chiến Mê Linh là công trình giúp thành phố sẵn sàng ứng phó khi COVID-19 diễn biến xấu. Ông đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện những phần việc còn lại, bảo đảm chất lượng cao nhất trước khi bàn giao. Dự kiến vào ngày mai 26 tháng 3, bệnh viện dã chiến Mê Linh đủ điều kiện bàn giao để Sở Y tế Hà Nội lắp đặt trang thiết bị đưa vào vận hành.